Nghe rồi sao không tính luôn là ok. Và bây giờ thì chúng ta sẽ có một cái thử thách đặc biệt, một cái trò chơi nho nhỏ để cho không khí vui vẻ lên một chút. Đó là hiện tại thì Virus đã chuẩn bị một cái trò chơi nó hơi vui vui một chút. Đó chính là sẽ có một người mô tả và một người đoán. Đó. Tức là một người có thể được dùng lời nhó nhưng không được dùng cái từ mà nó liên quan đến cái từ ở trong đáp án là được. Và mô tả bằng tay chân. Và nhưng mà mọi người chỉ được có ngồi ghế và sàn ghế lại nhìn nhau mà thôi. Đó. Chứ không được đứng ở dậy. Chỉ dùng tay hoặc dùng chân gì đó mà để có thể đứng ở thôi. Và hai người nào? Ok. Và chúng ta sẽ có 10 câu hỏi. Ba câu đầu tiên liên quan đến những vị tướng của ba Q. Ba câu sau liên quan đến các con thú